Rồi em Tuyết xin mến chào anh chị nha. Hôm nay bên em mới dọn xong con xe này ha. Con này là xe cấy lúa bên Nhật nha anh chị. Mà về Việt Nam thì cái dàn cấy nó đằng sau nó đã hư rồi. Thì anh chị mình mua về mình có thể con này thì mình có thể mình đi mua về đi vòng vòng nông trại nha anh chị. Với lại mình có thể độ cái gì được thì mình độ ha. Những con này thì rất là thông dụng luôn. Đó, gầm thì siêu cao nha. Hai cầu nữa thì chạy rất là khỏe luôn. Đó, thì anh chị nào mà mình cảm thấy phù hợp thì liên hệ với em Tuyết nha. Con này rin nguyên bản ha, thương hiệu Kubota. Đó, con này là thắng nha anh chị. Đây em xoay máy nha. Con này đi động cơ xăng ha. Con này nó ấy rồi em không gỡ được ha. Con này đi đi máy GH170 6 người nha anh chị nha. Máy Kubota ha, rin nguyên bản luôn, máy đẹp lắm. Mà thợ em nó ấy rồi em không gỡ ra được ha. Ngay sườn gầm đen thui bóng loáng luôn nha anh chị nha. Đó, bánh không có răng nứt gì hết ha. Nói chung bánh khá là đẹp luôn. Đó, bánh trước là nó có ruột ha, còn bánh sau đi bánh đặc luôn. Số con này là 2 tiếng một lùi nè. Đó, số nó đây 2 tiếng một lùi ha. Con này là mình giật, con này không có đề. Đó. Cái gì chức năng nhiều lắm ha. Đó, khi nào mà anh chị nào mua thì em sẽ test một cái video hướng dẫn sử dụng cho anh chị mình nha. Đó, mình nhìn vô đó mình biết xài thôi. Còn mấy cái này là nó chỉnh cái dàn cấy phía sau thì nó bỏ rồi ha. Đây, nó có cái trục nè, anh chị về mình xem đồ chế ha. Mình chế, mình kéo gì đó cũng được đó. Gầm thì cao ha. Con này ngang từ bên đây qua bên đây tầm mét nha anh chị nha. Ngang tầm mét và tổng thể nó dài tầm mét rưỡi. Rất là nhỏ gọn luôn ha. Đó. Hộp số đồ của nó ha. Rất là đẹp luôn, đen thui bóng loáng luôn nha anh chị. Đó, cái này là nhanh chậm nè, gạt nhanh chậm ha. Còn cái này là côn, cái này là ga nè. Đó, cái ghế nó về thì bên nhà em Tuyết nó hư rồi, bỏ ghế mới vô ha. Có đèn nữa nè, dễ thương ha. Đó, những cái con này thì rất là dễ sử dụng nha. Anh chị nào mà mình cảm thấy phù hợp với công việc của mình thì liên hệ em Tuyết nha. Số điện thoại em là 0835585879. Cửa hàng em là ở thị trấn Thành Mỹ, huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng ha. Em Tuyết có ship toàn quốc luôn nha. Rồi, anh chị nào quan tâm liên hệ em nha. Hẹn gặp anh chị mình ở cái video tiếp theo ha.